Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa có dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi cả nước từ nửa cuối tháng 2 đến tháng 8 năm 2024. Theo đó, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, phó giám đốc trung tâm cho biết, điều kiện El Nino tiếp tục duy trì từ nay cho đến tháng 3. Từ tháng 4 đến 5, El Nino có xu hướng suy yếu nhanh và chuyển dần sang trạng thái trung tính. Cụ thể diễn biến khí hậu, ông Lâm cho biết, từ tháng 3 đến tháng 5, trên biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Nhưng cùng thời kỳ, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm. Đồng thời, ông Lâm lưu ý khả năng xảy ra rông, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta vào thời kỳ chuyển mùa tháng 4 và tháng 5. Đưa ra nhận định về mùa nắng nóng năm nay, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm dự báo ở khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện tại miền Đông từ nửa cuối tháng 2 và mở rộng dần sang miền Tây trong tháng 3, tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Tại khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 4 tới. Ông Lâm cũng cho biết, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến tháng 5 trên toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1,5 độ so với trung bình nhiều năm. Về tổng lượng mưa, cơ quan khí tượng nhận định thời kỳ tháng 3 đến tháng 4, hầu hết các khu vực trên cả nước đều thiếu hụt từ 5 đến 15 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thiếu hụt từ 20 đến 40 mm. Sang tháng 5, tổng lượng mưa tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thiếu hụt từ 15 đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhận định thời tiết xa hơn, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, dự báo NSO có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính. Từ tháng 7, bão áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc nước ta. Cũng thời kỳ này, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đồng thời, mùa mưa tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Tháng 6 đến tháng 8, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình. Tuy nhiên, bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông mưa lớn, lốc, xét và hiện tượng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Thời kỳ này, ông Lâm cũng dự báo xu thế nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 đến 1,5 độ. Ngoài ra, nếu thời kỳ trước, lượng mưa hầu khắp các vùng trên cả nước đều thiếu hụt, thì từ tháng 6 đến tháng 8, Bắc và Trung Bộ phổ biến ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng Nam Trung Bộ tháng 7 cao hơn, với khoảng 15 đến 30%. Trung trung bộ tháng 8 cao hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa tháng 7 cũng cao hơn khoảng 5 đến 15%.